Vâng, thế thì xin chào toàn thể quý anh chị nha. Vâng, hôm nay là ngày chủ nhật, buổi chiều ngày chủ nhật quý anh chị ạ. Và hiện tại Thiên Định đang có mặt tại khu cao tầng tại Vinhome Ocean Park. Tất cả đều rất là lung linh và rất là đẹp luôn. Đây quý anh chị nhìn không ạ? Không gian cảnh quan thì buổi chiều tối rồi. Hôm nay là đáng ra Thiên Định quay sớm nhưng mà tại vì Thiên Định phải đi dẫn khách thì bây giờ mới có thời gian quay lại không gian cảnh quan cho quý anh chị xem. Những tòa nhà cao tầng đã lên đèn LED rồi, rất là đẹp. Hôm nay thì quảng trường đông kín luôn người của anh chị ạ. Thiên Định phải công nhận là hôm nay quá nhiều khách tới tham quan luôn. Nhưng mà lúc đấy Thiên Định cũng dẫn khách cho nên Thiên Định không có thời gian để quay lại cho quý anh chị xem. Bên trái đây chính là tòa Esta 209. Bên trái đây tòa sảnh của tòa S101. Quý anh chị chúng ta thấy là những cái tòa chung cư S1 bên khu S1 bây giờ mọi người chân đế đã vào kinh doanh rất là nhiều rồi quý anh chị nhé. Bên phải của chúng ta đây chính là dự án Mastery Wonderful đang triển khai. Bên trái của chúng ta đây chính là sảnh của tòa S110. Tiếp theo là S112. Bây giờ Thiên Định sẽ đi thẳng vào khu thấp tầng luôn nha quý anh chị nha. Rất là lung linh luôn của chị ạ. Đây chính là đường 52m đại lộ trục chính tại Vinhome Ocean Park. Chính ra là buổi tối thì Thiên Định quay mới thấy được là dự án Vinhome Ocean Park nó lung linh, nó đẹp như nào luôn đúng không chị? Ở đây là trung tâm đi vào đảo Ngọc Trai. Đấy, đây là vào cổng đảo Ngọc Trai đây quý anh chị ạ. Đây là đảo Ngọc Trai bên phải chúng ta, đây là đảo Ngọc Trai bé. Hôm nay thì quảng trường rất là đông. Đến thời điểm này mà thời tiết như này chắc chắn quảng trường bây giờ cũng đang rất là đông luôn.
Bên phải của chúng ta đây là chúng ta đã nhìn thấy biển hồ rồi. Biển hồ đẹp, ngồi như chị, rất là đẹp. Biển hồ, nhìn đây là những cái căn biệt thự đơn lập mặt hồ tại đảo Ngọc Trai đây. Rất là đẹp luôn. Chào anh. Anh em đang đi đạp xe đạp. Bây giờ là buổi tối, bây giờ là mới 6:20 thôi nhé. Quảng trường đông vẫn đang rất là đông luôn. Ok, để thiết bị xuống quay cho anh chị xem nhé. Đây, quán trường buổi tối đây quý chị ạ. Rất là đẹp. Thời tiết thì gió rất là mát, hôm nay trời nắng nhưng mà cũng không nắng gắt. Cho nên mọi người tới tham quan quảng trường thì rất là đông, nhưng mà buổi chiều thì đến bây giờ là số lượng người cũng là ít ít nhiều rồi. Tầm khoảng lúc 4 5 giờ chiều thì đông nghịt luôn cô chú chị ạ. Đấy, bên này chính là khu xương cá đấy quý anh chị ạ. Mọi người đang tổ chức ở đây là đi chơi thôi chứ không có tiệc gì cả, nhưng mà cũng bên kia chính là khu vui chơi dành cho trẻ em này. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi. Thôi đẹp quá rồi cô chú anh chị ạ. Đẹp quá. Quảng trường buổi tối lung linh quá. Đấy, ngoài kia là cánh buồm đang đang phun nước, nghe tiếng rào rào luôn. Rất là đẹp quý anh chị ạ. Buổi tối thì ở tại quảng trường rất là đẹp.
Đây có như chị nhìn đâu ạ, cái cánh buồm đang phun nước rào rạt luôn. Hiện tại Thiên Định đang đứng ngay ngay tại bến thuyền Carrack, nhìn sang trường đại học rất là lung linh cô chú chị ạ. Bên này chính là những cái căn đơn lập mà Hải Âu 01. Cô chú anh chị chúng ta có nghe thấy tiếng tiếng nước thác nước ở cánh buồm không ạ? Buổi tối rất là lung linh của anh chị ạ. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị đã theo dõi video của Thiên Định nhé. Thiên Định xin chúc quý anh chị chúng ta có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Hãy nhớ nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha.